Em mời đại ca dùng trước ạ. Chúng mày mở to mắt cho mày nhìn, cả lũ chỉ vì mình thôi, có mỗi thằng này nó biết trên biết dưới. Em xin phép đại ca. Em không có ý gì đâu ạ. Em mời anh cứ dùng đi ạ. Nếu anh ăn không thấy vừa miệng thì để em đổi bát khác. Mẹ nữa, tao thề với mày luôn, tao chưa thấy một cái đoàn nào ồn ào như thế này, đau hết cả đầu. Tao thấy mày với là thằng nắm mồm nhất. Thôi vào chăm sóc khách đi, tao tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Anh ơi, anh hướng dẫn viên đây. Anh ơi, tình hình là em để quên đồ trên suối mây rồi. Khả năng hai anh bố trí cho em chuyến xe em quay lại đấy lấy đồ cả. Chuyện này không được đâu bạn ơi. Ok, không được đâu anh ơi. Xe của em ý thì khách bao hết rồi. Thế là thế này đi, chiều nay sẽ có một chuyến xe khách khác quay lại đây trên đấy. Ok. Thế nói chuyện làm gì nữa anh, nhỡ hết việc của em bây giờ bao nhiêu đồ quan trọng ở trong đấy. Không được, bây giờ mà khách biết là em giúp đỡ anh xong rồi báo lên quản lý, lúc đấy cắt cơm em, không mà em chết. Thôi cố gắng đi. Thôi thôi, bây giờ như này. Để coi như là hai anh giúp em thật. Anh ơi, giúp em gái thật. Bây giờ giấy tờ rất là quan trọng. Một người không được tô mà phải tổ chức chụp cách nữa. Bây giờ như này, bây giờ anh cứ vào đây. Bây giờ như này, anh ơi, em nhờ. Anh chị tham khảo ạ. Tour sinh thái camping của bọn em là do công ty Toàn Lâm tổ chức. Đừng nói là ở bản Mộc này bọn em độc quyền, mà ngay cả các công ty du lịch ở tỉnh hay là ở Hà Nội cũng không có đâu ạ. Lý do đơn giản nhất đó là muốn đi lên hang trời, mình phải xuyên qua khu sinh thái của Toàn Lâm ạ. Đó là con đường duy nhất để mình có thể đi. Hỏi giám đốc công ty Toàn Lâm ra đây. Tôi không nói chuyện với cậu. Cô ấy bình tĩnh, có gì từ từ nói ạ. Có chuyện gì đấy ạ? Chúng tôi bị mất 4 cái vali, trong đó rất nhiều là tư trang và tiền bạc ở trong đấy. Có mỗi một cái vali thôi mà cũng không bảo quản được ạ. Dạ cô ơi, cô cứ bình tĩnh được không ạ? Bây giờ không bình tĩnh nhé, chúng tôi đi du lịch này, quần áo tư trang tiền bạc để trong đấy, tao mất hết giờ làm nào. Thôi đi lên gặp giám đốc đi, chứ còn các cậu không giải quyết được đâu. Đi nhá, đi vào đi. Này hả, sao mày không vào? Đùa anh ơi, nó biết mặt em rồi, em vào làm sao được. Bây giờ như này, các anh vào nhá, càng làm ầm ĩ càng tốt cho em. Nhớ là đừng có mà gây thương tích hay là đập phá cái gì nhá. Ở đây nó không như trên mỏ mình đâu. Đi vào đi. Không phải dễ khôn, gớm tao đẻ mấy cái trò này. Đi vào đi. Chúng mày. Đi. Gọi quản lý ra đây. Chuyện gì cũng có cách giải quyết ạ. Các anh chị bình tĩnh ạ. Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây. Các anh là ai? Chúng tôi là khách du lịch. Hiện tại chúng tôi mất rất nhiều hành lý trên xe của Toàn Lâm, mà toàn đồ giá trị. Cả một công ty lớn như thế này, các ông thu chúng tôi toàn chi phí cao. Tôi yêu cầu bồi thường. Các anh có bằng chứng gì không? Ông giám đốc ra đây! Ông đứng ra! Gọi giám đốc ra đây! Gọi ra đây! Ông ra đây! Bảo vệ con lắm anh người! Gọi công an ra đây nhanh lên! Ui! Anh! Giật cơ mình! Mày nghĩ ra trò này đây à? Dạ! Cái này em chỉ có tí ý tưởng thôi anh ạ. Còn đâu cụ thể diễn xuất như nào các anh nhà mình tự phát huy ạ. Dạ! Thốt, cứ thế nhá. Dạ, anh cảm ơn anh. Năng nhộng mà rung ghê thế. Ôi, mẹ gọi. Ơi, anh đây. Ừ, anh đang nhậu với anh em. Nhậu vui không? Vui lắm. Hôm nào về thị trấn quậy bữa. Thế đã quen hẳn chưa? Vẫn thấy cô đơn. Vậy thì tập làm quen với nỗi cô đơn đi. Yeah. Anh ơi, bố em nó ghét lắm. Anh đừng chịu. Anh sao thế? À, thằng bạn nó định cướp điện thoại của anh à? Nó không tin là anh có người yêu. Kệ người ta đi, mà đừng có nghe người ta rủ dê vào bản nó biết gì đấy nhá. Gái bản có bùa đấy. Ôi, bùa anh bùa lại luôn đi. Em yên tâm đi, anh chỉ cần tiền thôi.
Sắp tới là anh sẽ có tiền. Kiếm đủ tiền thì anh sẽ về với em nhá. Nhớ đấy, đi nghỉ đi. Em xuống dưới nhà giúp mẹ dọn hàng. Yêu anh. Ừ, yêu em. Đang uống rượu với anh em, lẻn xuống đây gái gú. Em xin. Ba ly liên tiếp vào đây cả. Đương nhiên. Nào, bình tĩnh. Tự tin lên xem nào. Vào đi. Hay thôi chị ơi, tay anh ấy to bằng chân em thế kia. Hay thôi tha cho em đi chị ơi. Đây là lệnh của sếp, mày không nghe thế à? Mày cứ vào đánh đi. Anh em với nhau kiểu gì chúng nó nhẹ tay. Chúng mày nghe cho kỹ đây này. Kể từ ngày hôm nay, sẽ đưa thêm hoạt động solo một chọi một vào danh mục huấn luyện. Đứa nào thắng thì được thưởng. Thằng nào thua sẽ bưng trà rót nước, dọn vệ sinh cho cả đội. Rõ chưa? Rõ. Chị ơi, đằng nào em cũng quen chạy cái chân bưng bô rồi chị. Chị cho em xin thua luôn đi ạ. Thằng hẹn. Đánh. Chị ơi, đánh với thằng này, em đánh với bao cát còn hơn. Chị ơi, em xin góp tiền mua bao cát. Thôi. Giỏi, giỏi lắm. Đúng là nhân tài. Tao cần một thằng lẻo mép, giỏi ứng biến. Cái điều quan trọng ấy là giỏi chịu đòn. Dạ vâng ạ. Đại ca, thế thì để em tìm người cho đại ca, đảm bảo đạt yêu cầu luôn ạ. Không. Mày. Không, đại ca ơi. Em còn phải phấn đấu nhiều đại ca. Đại ca cứ cho em đi theo các anh dăm ba năm nữa đã đại ca. Thằng ngu. Sếp tạo điều kiện cho mày lập công, mày không muốn à? Muốn thì muốn, nhưng mà đại ca ơi, cứ mỗi khi nghe đến cái việc chịu đòn giỏi là tự nhiên người em nó gai hết cả người mà nó lạnh hết sống lưng đại ca. Mày cãi lời tao. Em còn dám cãi đại ca đâu ạ. Đại ca bảo gì em nghe đấy ạ. Thế mới xứng đáng làm đàn em của tao. Mấy tháng nay mày chịu khổ, chịu nhục, tao nhìn thấy hết. Đây là cơ hội tốt để mày thoát khỏi vị trí bét bảng. Yên tâm đi, nếu mày có vấn đề gì anh sẽ lo cho mày. Nhưng mà mệnh hệ gì là mệnh hệ gì ạ? Em nghe có vẻ nguy hiểm. Mày nhìn kỹ mặt tao đi. Nhìn kỹ đi. Chúng mày, mặt anh có phải là cái loại mà đưa đàn em vào chỗ chết không? Không ạ. Em thấy mặt đại ca phúc hậu lắm đại ca. Thầy bố mày. Lẻo mép, giỏi ứng biến. Nhiệm vụ này ngoài mày ra không ai làm được nhá. Nhưng mà đại ca ơi, nhiệm vụ này cụ thể là nhiệm vụ gì ạ? Khi nào làm không biết. Vị trí làm nhiệm vụ ngay cạnh bệnh viện. Chỉ cần mày không ngỏm sớm, kiểu gì anh cũng có cách cứu được mày. Nhau.